Kính chào cô chú anh chị cùng các bạn, mình là My. Hôm nay My ra làm sao vườn tưới cây xong rồi chia sẻ với cô chú anh chị những cái câu hỏi mà thắc mắc vừa rồi gửi cho My, đó là tại sao mà cây của mình á đang có bông mà bị mấy con rầy lên quá chừng thì mình phải làm sao? Thì nhất là cái con rầy mà màu đen á, mà nó giống như là cái nốt ruồi á cô chú anh chị. Thì nhiều cô chú đã chụp hình qua phone cho My rồi nói là phải làm sao mới được. Thì bây giờ My chia sẻ cái cách mà để mình làm cho hết cái con này nha. Thì cô chú anh chị nếu mà có kinh nghiệm gì nữa thì xin chia sẻ dưới phần bình luận video giùm My ha. Mình cùng nhau làm cho tốt ha. Hiện tại thì My cũng còn chút ít lá rau mơ, cho nên cô chú anh chị nào mà cần thì thét cho My số điện thoại dưới đây nha, 714-548-2356. Thì nếu mà My còn thì My sẽ thét lại và My cho cái lá rau mơ, chỉ cho cô chú anh chị nào đến lấy thôi nha, chứ không có gửi đi nha, tại My xóa riêng nha, My rất là bận luôn, cho nên ai cần thì ở gần Phước Lộc Thọ đến lấy giùm My. My không có lấy được thì đến nhà cô của My lấy giùm. Thì hiện tại thì cũng còn chút ít à, không có nhiều lắm, nhưng mà cũng hy vọng là cũng đủ cho cô chú anh chị nếu ai cần. Mình ăn với trứng hoặc là làm sinh tố rau mơ ăn để cho tốt cái bụng của mình á, nó giúp cho dễ tiêu. Lá rau mơ long hay còn gọi là mơ tam thể hay là lá thúi địch cũng là nó luôn á. Mấy cái cây của My á, cũng bị mấy cái con nó nhiều lắm, cho nên khi mà các bạn thấy mấy cái con đó là mình phải diệt sớm, càng để lâu là càng bị nhiều hơn á. Đây là cây mãng cầu Lisa của My nè, mùa này bắt đầu mình phải chấm bông cô chú anh chị ơi, nó cũng đậu một mớ rồi, nhưng mà nếu mà mình làm xiên mình chấm bông nữa nha thì nó đậu tiếp tục nữa. Mấy cái con này nè nó sẽ lây lan rất là nhanh luôn. Đây nè cô chú anh chị, nó đen đen, con kiến nó bò lên xong rồi làm như nó tha mấy con này lên hay sao á, mình không biết, mà thấy chỗ nào mà có mấy con này là có kiến hay là kiến nó lên nó ăn mấy con này mình cũng không biết nữa nha. Nhưng mà nhưng giờ trái mãng cầu mình nè mà nó bu vòng 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 cái trái mãng cầu luôn, nó đậu rồi nè nó. Thì mấy cái này mà nếu mà có nhiều quá nó hút chất dinh dưỡng là cái cây mình mai mốt là nó yếu lắm, trái nó cũng rất là nhỏ, còn không mà nhiều quá đó là nó chết cây luôn á. Hồi năm ngoái á, là My cũng đã có một mớ giống vậy á, là mình cũng diệt hết rồi, bây giờ á, là bắt đầu có lại nữa thì bây giờ mình cũng phải làm nữa. Cô chú anh chị làm càng sớm càng tốt nha, tại vì cái này nó lan lắm, nếu như mà mình không có diệt nó đó là nó lan mai mốt là đầy cây hết luôn, có người á, bị chết cây vì cái này luôn là cũng có, là tại vì nó nhiều quá đó, nó lan dữ lắm nha. Lúc đầu á là mình thấy nó có chút xíu thôi là từ từ hả, là nó nhiều 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 ra như nhánh này, bữa nay nó quá chừng luôn nè. Cái cây này vừa rồi mình cũng đã diệt rồi ha, mà bữa nay bắt đầu nó có lại, cho nên nếu mà cô chú anh chị được á, mình có thời gian á, là mình thấy ở đâu á, là mình ấy nó liền. Đây nè cô chú anh chị, cái chai này á tên là Lost Coat Plant Therapy, cái loại này nè của chú Quang gửi cho mình cái hình, thì mình mua ở trên Amazon sẽ có, hiện tại người ta bán 35 đồng. Chú nói mình xịt cái này mình pha với nước nha, mỗi một ounce là 1 gallon nước, là 1 ounce nước này nè cộng với 1 gallon nước là khoảng 4 lít nước á, là mình xịt lên thì ngày xịt ngày nghỉ vậy đó, mình xịt chừng vài tuần là nó sạch hết trơn luôn, không có còn gì hết á. Nhưng mà mới thấy đắt quá mình không có mua, thì ai có cần thì mua ha. Dưới video này mình để cái link cho về cái chai này, hoặc là ai muốn cần thì test cho My thì My gửi cho cái link này ha, thì mình nhấn vô mình mua. Cái chai này là 12 ounce nha, mà 35 đồng, còn My thì My làm bằng tay thôi thì mình thấy nó cũng ok, nhưng mà ai có nhu cầu thì mình thử được thì thử. Cái loại này thì người ta ghi là được organic luôn á, cho nên là cũng tốt, nó tự nhiên nè, thì trong đây người ta ghi vậy đó. Cái cách này á, thì như My thấy nếu mà ít á, là mình nên, thí dụ mình thấy nó có là mình đeo bao tay vô mình lấy mình ấy nó liền vậy nè, rồi mình nếu mà ít á, thì thôi mình bỏ, còn nếu mà nhiều á là mình lấy rồi xong rồi mình bỏ vô cái bịch, nào á, bịch ni lông hay là cái thau đồ á, mình bỏ vô rồi mình gom nó mình đi giục rác, chứ không nó lan dữ lắm nó, thì mình chỉ có đeo bao tay vô rồi mình vuốt nó thôi à. Như cái nhánh bên đây nè nó đang có nguyên một hàng luôn nè, là mình phải vuốt nó luôn á,
mình vuốt nó xong rồi cái mình bỏ vô được vô cái bịch nè, mình đừng có bóp nó, mình bỏ vô cái bịch đi, mình nghĩ là nó chắc nó còn sống á. Chứ bây giờ nhiều quá rồi, thôi trước khi làm thì xóa đi con nha, chứ bây giờ con nhiều quá, ăn cái cây nó không chịu nổi luôn. Mà làm sớm nha cô chú anh chị, nếu nhà mình có đó mình nên làm sớm, đừng có để lâu. Mình vuốt mình bỏ vô cái thùng cái bịch gì ha, rồi mình buộc cái này lại, mình giục rác cho kín, chứ để thôi nó lan ra nữa. Rồi năm ngoái mình cũng bị nhiều lắm á, mà mình cũng vuốt vuốt từ từ nó đỡ bớt. Còn nếu mà các bạn không có muốn làm vuốt như vậy nè, thì mình lấy dầu neem oil đó, mình xịt nó, mình nó nhẹ lắm, nó không có hết đâu. Mình pha thêm chút xíu giấm hay chút xíu ớt hay là chút xíu xà bông thêm thì nó mới hết. Ví dụ như mình mua cái dầu neem oil trong Home Depot có bán á, cái loại pha sẵn cũng được nữa, cái bình pha sẵn như cái loại để mình lấy cái loại này đó, cái bình pha sẵn loại này nè, rồi cái mình mua về mình xịt nó. Nếu mà những cái rầy thường thường á là mình xịt sẽ hết, nhưng mà những cái rầy như con rầy đen này nó nặng quá là không có hết, mình thêm chút xíu xà bông hay giấm gì vô, nhưng mà xong là xịt tránh cái bông ra chứ không là rụng bông hết luôn nha. Những cái chỗ nào mà mình thấy không cần thiết, ví dụ như cây mãng cầu của mình nó thường cắt tỉa nhiều thì nó cũng tốt, nó cho bông trái nhiều, cho nên những cái cây nào mà mình thấy không cần thiết, cái chỗ nhánh nào á là mình chặt cái nhánh bỏ luôn. Nếu mà có nhiều cái con này quá mà mình không có thời gian mà mình làm đó, mình chặt bỏ cái nhánh luôn là càng tốt á. Còn nhánh nào mà mình thấy có trái được á thì mình bắt đầu mới diệt ngay cái nhánh đó thôi. Theo mi á là mình nên đeo bao tay rồi mình vuột nó, mình ấy đại gì nè thì nó nhanh hơn mà nó không có bị hại cái bông. Nhánh này nó bị hơi nhiều quá nha, mà nhanh lắm nha cô chú anh chị. Bữa hổm mới thấy, mới có 3 4 ngày nay thôi mà nó nguyên một nụi ở đây á. Bữa hổm thấy mà chưa có kịp làm là nó sinh sôi nảy nở rất là nhanh luôn á. Rồi mình cứ bỏ vô cái bịch nè, mình làm nè, mình bỏ vô cái bịch vậy nè, rồi hồi mình gom nó mình đem đi giục buộc cho kín nó ha, để cho nó đừng có đi ra lại, chứ không nó bò ra nữa là nó lây á. Ờ ơi xóa đi con nha, quá chừng luôn á, bu vô đây à, không có được, làm cho cái trái này là yếu luôn á. Cái này nó hút chất dinh dưỡng trên cái cây á, nó làm cho cái cây giống như là nó hút hết trơn tinh khí của người ta. Thường thường mấy cây cây này hoặc là cây mận cũng bị nữa nha, cây nào nói chung là nó cũng bò, cây ổi cũng bị nữa, cho nên mấy con này nó ghê lắm. Nó bây giờ sạch sẽ rồi nè, nè được một mớ vô cái bịch đây. Mình buộc buộc cái bịch kín lại nha, rồi mình đi đem đi giục rác. Sorry con nha, trời ơi nè, đây là cây mận black gold của mi nè, cây bự. Bữa nay đi ra thăm mới thấy lú bông rồi, hổm rày không có rảnh ra thăm, bữa nay lú rồi nè cô chú anh chị. Cali mình năm nay lạnh nhiều quá cho nên cây mận nó lú bông trễ hơn là mấy năm trước ha. Vừa rồi mi cũng lặt lá nhiều lắm, giờ nay nó đâm tược non ra thêm nè, bông nay cũng nhiều, đây chùm nữa nè. Được có mấy chùm à, 4 5 chùm ở đây, trên đây đựng chùm nữa nè, trên đọt đó chùm đó kìa. Vừa rồi mình thấy cũng có bị mấy cái con xanh xanh nhỏ nhỏ giống như là năm ngoái, mình tưởng là năm nay chắc nó ra nó rụng hết nữa, năm nay giờ nó ra được bự nè. Năm ngoái nó lú ra chút 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 là nó bị rụng hết trơn à, tại mình tưới cái thuốc á lên trên cây, sợi cây nó bị chết cho nên tưới nhiều làm rụng bông. Năm nay để lại không dám tưới. Mới nè các bạn thấy con kiến nó leo lên, cái nó bám lên lá vậy nè,
mà nhiều dữ lắm, năm ngoái quá chừng luôn, năm nay bớt rồi, hy vọng là năm nay nó có trái cho mình ăn. Năm nay cái cây táo tàu này của mì ra bông quá chừng luôn á, cây sugar cane nè cô chú anh chị ra bông rất là nhiều luôn, bông từ trên xuống dưới. Mà năm ngoái á, gió nhiều lắm cho nên tới khi mà cỡ này nè bắt đầu là gió quá nó rụng bông cũng nhiều, đậu được có mấy chục trái, hy vọng là năm nay không có bị gió là sẽ có rất là nhiều táo tàu để ăn. Cây này mới thương, nó đang nhỏ nhưng mà mình thương là cái giống nó ngon. Còn cái giống cây táo tàu ly á, thì thôi năm nào cũng cho trái nhiều hết trơn mà không thích. Bữa nay nó được trái lú ra rồi nè, đây là đậu chắc luôn rồi đó, quá chừng luôn rồi nè, thành trái rồi nè, thành trái rồi nè, thấy thương không? Có bạn ở bên Việt Nam hỏi mi sao trồng bên Việt Nam trái nó nhỏ xíu à, tại nó không đủ lạnh đó bạn, tại vì bên Việt Nam mình nó nếu mà dùng miền Tây á là nó nóng á, là mình trồng táo tàu không có thành công, nó có trái thì nó cũng rất là nhỏ, còn nhiều khi nó không có trái luôn nữa. Tại táo tàu là phải qua một mùa đông nó ngủ, nó dưỡng sức, nó đủ lạnh thì nó mới ra bông được. Vừa rồi có bạn hỏi mi sao cây táo tàu của bạn rụng hết trơn bông, không còn bông nào hết luôn á, mà hai ba cô hỏi như vậy. Rồi cái mi hỏi là cái cách săn sóc làm sao, thì cổ nói là cũng tưới nước cũng bón phân đồ vậy, cứ 2 tuần là cho phân, 2 tuần là cho phân rồi tưới nước mỗi ngày đồ luôn. Mới nói vậy là too much, nhiều quá đó các bạn cô chú, nhiều quá, nước nhiều quá thì nước mỗi ngày trời nắng á, thì được, nhưng mà nếu mà trời hơi ui ui thì 2 ngày mình tưới 1 lần cũng được, nhưng mà phân mà nhiều quá trong lúc có bông á là nó làm cho rụng bông hết, mà nhất là táo tàu á nó không có thích bông nhiều. Mình cho 1 lần ngay lúc mà cuối mùa đông nha, mình cho phân 1 lần với khoảng chừng lúc mà đang có trái á, thì mình cho chút chút thôi, ít ít vậy thôi à, chứ không có cần. Nó tàu nói chung là không có cần phân. Cái cây lớn của mi á, hồi đó bao nhiêu năm trời đâu có giống phân nào đâu, mà năm nào cũng trái quá chừng luôn á, nó chỉ cần chút nước là được, mà nước ít á, nó không chết, chứ nước mà nhiều quá là nó rụng bông, nó rụng trái, hoặc là cái trái nó nứt á, sau khi mà trái bự lên á mà nó nứt là mình thấy là mình biết là nước nhiều quá đó. Còn nếu mà nước ít á, thì cây táo tàu nó làm cho trái nó bị khô, nó nhăn da lại, chưa chín mà nó nhăn da, là mình của mi mấy năm trước cũng bị nữa, là mình không có thời gian tưới á là nó sẽ bị như vậy. Táo tàu rất là dễ trồng nhưng mà mình cũng biết ý nó chút xíu là mình sẽ trồng rất là thành công. Với thường cái cây á ở dưới đây nè, dưới gốc luôn nha, mà nếu mà nó đâm ra mấy cái cây mà nhỏ nhỏ lên này nè, mà cái cây đó đó mình thấy ở trên là cái gốc ghép của một cái cây khác, thì ở dưới gốc đó mình nên chặt hết đi, cái cây này nó ra nó gai được không à, thì cái này nè giờ là mình phải cắt bỏ nè, các bạn thấy nó gai gai trên cái thân luôn á, cái này là không phải giống của nó, cái này là giống táo gì vậy, người ta mới ghép cái cây ta cây táo mà ngon nó vô, cho nên ở dưới đây mình phải lấy kéo á cắt hết mấy cái này bỏ, như mấy cái bên đây nè mình phải cắt bỏ nè, để hồi mình lấy cái kéo mình cắt mà cho biết những nó mọc lên dài dài á, mấy cái này á là nó làm cho mất sức cái cây nếu mà mình để. Thường cái cây chính là cây ở giữa bự rồi đi lên thôi. Có một cô kia quen mi á, hồi xưa cũng mua về cái cây chính bự này nè, người ta ghép vô cái gốc, xong rồi cái cây chính bự này chết, mà cái cây dại này nè nó mọc lên, rồi cái nó mọc lên cao lắm nha, nhiều khỏe lắm, mà ra cái trái toàn là tí 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 vậy sao, mà cái cổ nói là sao mà nó không có đúng giống. Rồi cái bạn của cô mua một lượt cô á, thì đem về thì trồng thì tốt, thì mới cuối cùng mới biết ra là cái cây cũ chính này nè bị chết, xong rồi cái kế bên nó mọc lên cái cây dại, cho nên cái cây dại nó không có giống với cái cây đúng giống mình mua. Kia cây sugar cane, bên này là cây honey jar nè, bữa nay honey jar nó ra sớm hơn, trái sớm hơn là sugar cane. Trái sugar cane là nhỏ ha, cái honey jar này nay bự chút rồi,
Venezia này ăn cũng ngon mà cái trái nó hơi nhỏ hơn sugarcane chút xíu. Mà trái nó không có sai trái bằng sugarcane các bạn. Venezia này mới thấy năm nay là năm thứ ba rồi đó nha. Mà maybe năm nay thì có thể trái nhiều hơn. Chứ mấy năm trước nó có được chừng mười mấy trái à. Mà cái giống này cũng ngon nhưng mình theo mi ở vùng Nam Cali á, mình trồng cái giống táo tàu nào tốt nhất, không phải tốt nhất mà là trái sai mà dễ trồng nhất là sugarcane á, nó ngọt nó sai mà nó dễ trồng. Còn cái giống chia 866 á, mình có ăn cây cà trồng ăn nó bị nóng quá đó, nó không có đủ lạnh á, mình ăn nó bị hơi mềm mềm không có ngon. Mà trồng ở xứ lạnh á, cái chia 866 rất là ngon. Nên tùy theo vùng mà mình trồng nha cô chú anh chị. Gà bồng quá chừng ha, thấy thương luôn. Mi trồng trong chậu này là 25 gallon. Cây nó cao, bữa nay cao cũng cỡ 7-8 feet rồi đó. Nếu mà nó cao nữa là mình cắt ngang, mình không cho cao nữa. Tại cao nữa là tới hồi mình hái nó khó lắm. Mình cứ cho nó cái tàn nó rộng ra, lúc mà thu hoạch xong á là mình cứ cắt tỉa ngắn gọn lại để cho cái cây nó cứ nhỏ nhỏ gọn gọn ở trong cái chậu thôi. Tại vì táo tàu khi mà mình cắt lùng cắt nhỏ gì đó, nó cũng ra bông hết á, mình không có sợ. Mình cứ cắt thoải mái luôn, sau khi thu hoạch trái xong á chờ cho lá nó rụng rồi cắt cũng được, hoặc là cắt lúc thu hoạch xong rồi cắt cũng được luôn. Thường thì có người nói là thu hoạch xong á chờ lá rụng hết thì lúc đó mình mới cắt cái cây thì cái cây nó mới khỏe hơn. Còn mi thì lúc mà thu hoạch xong á mình thấy hết trái rồi thôi mình cắt luôn đại luôn cho rồi, đừng ý mình muốn là không có cho nó nuôi nữa đó. Thì thấy nó cũng ok, cây nó cũng khỏe tốt, thì cái đó là tùy theo mỗi người mỗi cái kinh nghiệm đó cô chú anh chị. Thì mình thấy cái đó thấy được thì thôi mình làm vậy. Mình thấy mua táo tàu á mình nên mua cái sugarcane thì ngon mà mình để khô được, còn táo ly á mình ăn sống thì ngon, trái bự nó hơi chua chua cho nên khi mà mình để chín mà khô để ăn xong bỏ lượng thì nó không ngon. Táo ly ăn ăn sống thôi à, táo ly thì dễ trồng là tại vì nó trái nhiều. Cây này hồi mi mua là hồi đó cũng nhỏ giờ nó cũng lớn, năm nay là năm thứ ba nè. Các bạn nhớ là lúc mà đang có bông thì đừng có nên cho phân gì hết là tốt nhất, tại vì cho nhiều quá nó dễ rụng bông mà nó không có giúp gì hết á. Mình chỉ cần ví dụ như lâu lâu á là mình cho tí xíu thôi, nếu mà mình thích cho rất là ít. Táo tàu là nó không có thích phân nhiều ha. Đây bên đây cây táo ly của Huy nè, táo ly nó cũng có bông sớm cho nên trái nó sớm, mùa này nè trái nó bằng ngón tay cái rồi, thấy thương không. Táo ly là nó đu quá chừng nhiều luôn, cái giống này rất là sai trái. Cây này mà nếu mà mình không cắt tỉa là nó rất là cao bự, năm nào cũng phải cắt tỉa hết á, gần cây này cũng đã 20 năm rồi đó. Mà ơi thấy thương không, chùm 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 mà nó ít có rụng lắm coi chứ anh chị, nó cứ vậy hoài luôn á. Để mi nói thêm là nếu mà cô chú trồng cây táo tàu hay bất kỳ cây gì mà mình trồng trong chậu á thì mình sẽ tưới nó thường hơn là ở dưới đất. Ví dụ tại vì trồng trong chậu là xung quanh chậu này nè, xung quanh này nè là nó nóng á, cho nên là mình tưới thường hơn. Ví dụ như cây táo tàu là mi trồng trong chậu này nè, hay là trời nắng á là mình mỗi ngày mỗi tưới luôn á, là tại vì nó khô á, nó quá là lá nó sụ luôn. Có lần á mình không tưới á, lá nó sụ hết là rụng bông luôn á, cho nên nếu như mình trồng trong chậu thường nắng nhiều thật nhiều là nó dễ khô đất á, là mình tưới thường. Còn nếu như mà trồng dưới đất á nhiều khi nắng nhiều cũng không có đến nổi, tại vì xung quanh chậu á nó nóng hơn là mình trồng ở dưới đất, cho nên lưu ý cái này ha. Mà nhất là cái chậu mà càng nhỏ đó là mình phải càng tưới thường hơn, tại vì mình tưới cái chả nước nó chảy ra hết trơn à.
Còn những cây mà trồng dưới đất á thì mình tưới ít lại chút, nhất là mấy cái cây càng lớn á, như cây lớn của mi là cả nhiều khi 2 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày thì cả tuần nguyên mới tưới hoàn cũng không sao hết trơn á. Nhưng mà thường vài ba ngày mình tưới là cũng được. Cây lớn thì tương đối nó không có cần mỗi ngày, nhưng mà mỗi lần mình tưới là mình cũng đẫm nước. Cây sa bu che nay nó có còn 2 trái nè. Thì thường cây mà để cho thiếu nước mà nó sụ lá hết đó, là rụng bông hết á, cái trái nó ít có đậu được nếu mà bị khô nó quá đó. Và đang lúc mà có bông này nè, đừng có cho phân gì hết đó cô chú anh chị ơi, mình chỉ tưới nước thôi, là tại vì đang có bông vậy nè, nó nhạy cảm lắm, cho nên mình cho phân vô mà nhà mạnh quá một chút á là nó dễ rụng bông hết trơn à, lúc đó uổng á. Táo tàu nữa, nó sợ nhất là nước mà tưới ẩm ướt hoài á là cây nó dễ chết. Đây là cây nho thân gỗ. Cây nho thân gỗ như vậy là nó hơi rậm rạp rồi, chắc để nói ông xã cắt nữa. Cô chú anh chị nhớ cắt cái nho thân gỗ thường chút. Cây này nó thích nắng mà nó thích cắt tỉa thường thì nó mới mau có trái có bông. Mi đang mới bữa nay sáng tự nhiên trời đang nắng nhưng mà có mưa lâm râm. Rồi thôi mi xin dừng đây nha. Cảm ơn các bạn cô chú đã xem đến hết video này. Hy vọng là cô chú săn sóc cây được tốt, rồi mình có thu hoạch được nhiều trái nha. Mi hẹn lại nhiều video khác của mi. Ai muốn tìm những cái cách mà trồng những cái cây đều đó hoặc là săn sóc những cây thì xem lại những cái video cũ giùm mi, sẽ thấy rất là nhiều, từ cây sả, cây ngò cho tới cây rau cần, nói chung là hầu như các loại cây rau mi đã chia sẻ rất là chi tiết về cách trồng cây và săn sóc bón phân, từ cách lấy giống mua ở ngoài chợ về cũng được luôn nữa, mấy cái hột rồi mình gieo lên luôn. Cho nên ai chưa xem thì mình xem lại giùm mi nha. Mi chào tạm biệt, bye bye. Với hồi mình khoe cái cây ớt của mình bữa nay thấy cưng quá chừng luôn á, cho cô chú anh chị xem cho vui.